Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF. Và mình là Long. Thì trong video này, mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tựa game có tên là Night Chronicle. Đây là một cái tựa game đã xuất hiện cách đây khoảng 2-3 năm trước rồi. Và tới thời điểm hiện tại thì nó ra mắt cho mình phiên bản điện thoại. Nhưng các bạn vẫn có thể chơi cái tựa game này trên máy tính của mình vẫn được. Và đây là một cái tựa game NFT các bạn có thể chơi miễn phí và kiếm được tiền. Bây giờ mình sẽ nói một xíu về cái tựa game này đi. Night Chronicle là một cái tựa game NFT nhập vai MMORPG và được phát triển trên blockchain của Orb Planetarium, không có máy chủ kiểm soát. Và game có cái lối chơi cũng giống như trên màn hình mọi người đang thấy thôi. Thì nó là cái thể loại mọi người đi cảnh và nó cứ auto đi như vậy đó. Và nó lấy cái bối cảnh trong những cái vùng đất bí ẩn tại cái thần thoại Bắc Âu. Nói chung là cái câu chuyện của nó thì cũng khá là nhiều á, mọi người có thể đọc. Nói chung nghe cũng hay lắm các bạn, nhưng mà nó không quá dài. Và kế tiếp thì game này chơi miễn phí thì mình cũng đã nói rồi, và cũng như trên tiêu đề mình cũng có đề cập. Và người chơi có thể kiếm được tiền thông qua các hoạt động như kiểu là các bạn đi ải, các bạn chế vật phẩm để bán, các bạn leo rank, các bạn stacking token của cái game đó. Và đó là những cách để các bạn có thể kiếm được tiền tại cái tựa game này. Và bây giờ sẽ là đến đánh giá của mình về cái tựa game này trong cái giai đoạn hiện tại. Game này mình đánh giá cao cho những bạn mới bắt đầu với cái thị trường GameFi, các bạn có thể chơi miễn phí được và nó sẽ rất là phù hợp với các bạn luôn. Kế tiếp thì vẫn là đang trong cái giai đoạn mới, các bạn có thể vào và cạnh tranh được trong cái tựa game này. Đại loại nếu như các bạn có thêm một xíu may mắn và cũng như là một xíu kỹ năng thì các bạn có thể tranh cả cái điểm top và cũng như là cả cái việc các bạn grab đồ các bạn đem bán luôn. Với cái sự tìm hiểu của mình á thì tựa game này hiện tại có hai hướng để các bạn có thể kiếm được tiền. Thứ nhất, các bạn sẽ đi ải và các bạn leo top arena, có nghĩa top đấu trường các bạn ha. Cách này á thì mình thấy nó không phải là một cái ý tưởng hay, vì nếu như mình là người mới á thì nói về kỹ năng chúng ta cũng không có nhiều bằng những cái người chơi 2-3 năm trước tại cái server máy tính, đúng không? Còn một phần nữa là lỡ như mình sắp vô top rồi nhưng mà lại thiếu cái nguồn vốn thì mình không thể nào mình cạnh tranh được. Ok, đó là cách mà mình thấy nó cũng không quá khả thi, nhưng nếu như các bạn có khả năng thì các bạn nên thử, bởi vì là cái mùa giải đầu tiên nó chia ra tới 1 triệu token để cho cái việc leo rank luôn á, khá là nhiều nha. Và với cái cách kiếm tiền thứ hai á là các bạn sẽ cày ải và các bạn tìm kiếm cho mình những cái nguyên liệu trong cái tựa game này, sau đó các bạn dùng những nguyên liệu đó để craft và chế tạo ra những cái món đồ mà người ta cần thì các bạn sẽ đem bán lại. Ví dụ như cái tựa game này có một cái cơ chế rất là hay, các bạn có thể craft bất kỳ món đồ nào các bạn thích luôn, nhưng vấn đề là nó có ra cái đồ ngon hay không, chỉ số có ngon hay không, nó có ra cái skill hay không. Nếu như nó ra cái skill ngon và chỉ số ngon á thì các bạn có thể bán được cả $100 hay là trăm mấy chục đô vẫn được. Thậm chí nói chung là giá của nó rất trên trời luôn các bạn. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy đã có nhiều người kiếm được tiền thông qua cái việc grab đồ này rồi. Và đây cũng là cách mà mình đề xuất với các bạn. Nếu như muốn kiếm tiền tại cái tựa game này á thì đây mình nghĩ là cách tuyệt vời nhất rồi. Các bạn có thể là đi buôn hàng, các bạn bán hàng, các bạn chế đồ rồi các bạn đem bán. Đương nhiên, để mà các bạn có thể grab được nhiều thì chắc chắn rằng các bạn cần phải có cái lượng tài nguyên và cũng như lượng nguyên liệu đủ nhiều để mà grab và phục vụ cho cái việc chế tạo đồ của mình ha. Đó, thì đó là một cái lưu ý cho các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua phần game một xíu nha. Và đây là cái giao diện của game. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn hai hướng mà kiếm tiền, lúc nãy mình có nói với các bạn rõ ràng hơn để các bạn hình dung được ha. Đầu tiên là phần arena, các bạn click vào nha. Tại đây á thì hiện tại đang là trong cái mùa mới bắt đầu thôi, nó chưa có bắt đầu cái mùa giải chính thức các bạn nha. Thì còn khoảng 3 ngày 12 tiếng nữa thì cái mùa giải mới chính thức bắt đầu. Và lúc đó thì các bạn mới bắt đầu đua top và có cái phần thưởng của tổng giải thưởng đó là 1 triệu token ấy. Thì khoảng 3 ngày sau. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm join vào thử nha, xem là cơ chế nó như thế nào. À, mình sẽ đánh thử một game cho các bạn xem. Kiểu như thế này thôi các bạn. Nó cũng đơn giản là các bạn chơi và các bạn đấu với những cái người chơi khác, các bạn giành được cho mình những cái phần thưởng cao hơn, những cái top cao hơn thì các bạn sẽ nhận được cho mình cái rank cao. Rank càng cao thì thưởng càng nhiều, đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà để mà cạnh tranh trên top cao á, mình cần khá là nhiều vấn đề á mọi người. Nói chung là hiện tại thì Long cũng chỉ đang là một cái người tester thôi và cung cấp thông tin cho các bạn. Cho nên á là Long mới đề xuất với mọi người là cái việc kiếm tiền của mình á nó nên phụ thuộc vô việc là chúng ta cày xong rồi chúng ta grab đồ ấy và chúng ta đem bán. Thì thật sự đó là một trong những cái hướng đi mà mình cực kỳ thích luôn các bạn. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà Long rất là thích cái kiểu mà mua bán như vậy. Ok, đến với cách làm thứ hai thì các bạn sẽ cần vào cái workshop ở đây ha. Workshop này thì nó sẽ rất là liên quan để các bạn có thể chế cho mình được những cái món đồ để bán và kiếm được tiền. Ví dụ như tôi nè, bữa tôi test tôi bán được 2 đồng. Rồi, nói chung là tôi bán bừa mọi người tại vì nó rác quá. Ok, bấm vào phần grab nha. Các bạn cần phải lưu ý là để các bạn có thể grab được những món đồ xịn á thì chắc chắn rồi các bạn cần phải unlock được những cái map cao hơn thì các bạn mới grab được những cái món đồ cao hơn ấy. Thì Long mới nhiêu đây à, cho nên là cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu như các bạn tới một cái map bình thường thôi, ví dụ cái nhẫn này chẳng hạn, mà bây giờ các bạn grab được một cái skill đi, cái nhẫn mà kiểu như các bạn grab ra mà nó ra cho mình cái dòng màu tím này nè. Đồ trong game này có hai loại nha, một cái loại là nó không có gì hết nè, đó nó trắng nhách nè, là cái đồ gọi là bình thường ấy, cũng không xịn mà không có gì hết á. Nhưng mà với những cái món đồ mà các bạn có cái dòng màu tím nữa thì cái dòng màu tím này các bạn có thể hình dung nó là cái skill các bạn ha, cái kỹ năng á. Đúng rồi, chính xác, đó là cái kỹ năng của các bạn. Thì khi mà một món đồ nó có thêm một cái kỹ năng
cộng với những cái chỉ số xịn của nó nữa thì các bạn chắc chắn sẽ bán được nó với giá rất là cao. Và nếu như mà người ta đang cần nữa thì không có gì tuyệt vời hơn cả. Ví dụ cái nhẫn Thinring đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳm một xíu nha. À, bây giờ mình sẽ coi các bạn xem. Mình nhớ cái nhẫn Thinring đó là một trong những cái vật phẩm mà cực kỳ thiết yếu luôn á và người ta rất là cần. Tuy là giai đoạn hiện tại á, thì mình thấy là cái tiến độ của game nó rất là nhanh mọi người, nhưng mà mình nghĩ là vẫn vẫn còn có cơ hội cho chúng ta. Đây, ví dụ như cái này đi. Đó, các bạn grab được một cái skill thì các bạn có thể bán được 25 đồng chẳng hạn, đúng không? Còn nếu như không có skill thì nó rẻ lắm nè. Đó. Ok, và đó là cái đề xuất của mình cho cái việc kiếm tiền của các bạn tại cái tựa game này. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không cần quá nhiều vốn luôn. Các bạn chỉ cần thời gian thôi và các bạn có thể kiếm được tiền từ cái tựa game này thông qua việc cày đồ và bán đồ như vậy. Mình thấy nó là ok nhất. Còn đó là quan điểm của mình nha. Còn cái việc mà leo top thì mình cũng không có cấm cản ai cả, bởi vì mỗi người mỗi cách nhìn đó. Ok. Đó, thì đại loại là như vậy, tôi cung cấp cho các bạn được cái thông tin như vậy ha. Và song song với đó thì các bạn có thể hình dung như thế này, khi các bạn treo lên các bạn bán á thì khi mà có người mua rồi tiền sẽ trực tiếp về thẳng cái chỗ này luôn các bạn nha. Nó hiển thị thẳng trên đó luôn. Rồi. Và có một cái lưu ý nữa như thế này dành cho những anh em nào muốn grab đồ và grab được nhiều đồ ấy. Thì sao? Thì các bạn mỗi lần grab các bạn cần phải tốn cái điểm màu tím này nè, nó gọi là cái crypto ha. Thì crypto chứ nhầm. Thì các bạn để mà có được cái điểm này nhiều á thì các bạn cần phải tạo cho mình thêm hai ba cái nhân vật nữa, ví dụ như Long chẳng hạn. Mỗi một nhân vật như vậy thì nó sẽ cho các bạn được 200.000 cái điểm đó, và tại đó thì các bạn có thể dùng cái điểm đó của mình. Ví dụ lúc đầu Long tạo cái nhân vật chính của mình là Long đã xài gần hết rồi, và sau đó thì Long tiếp tục tạo cho mình một cái hai cái acolon nữa thì nó mới có được cái con số là 400.000 cái crypto đó tại thời điểm hiện tại. Ok, và đó là những cái thông tin cơ bản nhất và cũng như là cái cách mà mình hình dung và định hướng cho các bạn có thể kiếm được tiền tại cái tựa game này nha. Rồi, và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like cũng như một subscribe để mình có thể tiếp tục cập nhật những cái tựa game hay ho khác nữa cho các bạn ha. Ok, hẹn các bạn trong những video sắp tới của DF nha.